Xin chào các bạn đến với kênh Thầy Bảy Miền Tây. Thì trên đường mình đi Vĩnh Thuận các bạn, trên quốc lộ 63 đi ngang qua một cái ngôi nhà cổ ở Vĩnh Thuận rất nổi tiếng các bạn. Đây là khung cảnh bên ngoài của ngôi nhà cổ các bạn. Hướng này về Gạch Giá thì mình có phát hiện một cái cây dừa rất là độc lạ các bạn. Để mình đi lại cho các bạn xem nha. Đó, đó các bạn thấy cây dừa không? Cây dừa uốn lượn như hình con rồng các bạn. Để mình lại quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đây, cây dừa đây uốn lượn như là hình con rồng các bạn. Dừa đang ra trái, không biết vì lý do gì mà cây dừa có một cái hình uốn lượn như vậy các bạn, chắc bị có tật. Trông rất đẹp nha các bạn. Thấy rất độc lạ, mình đi qua đây rồi mình làm clip cho các bạn xem cây dừa tại khu nhà cổ của Vĩnh Thuận, Kiên Giang nha các bạn. Đây là một cái khu nhà cổ rất nổi tiếng của Vĩnh Thuận. Đây là cái cổng chính vào nhà cổ nè các bạn. Đây cây dừa từ nhìn từ xa đây hình như một con rồng nha các bạn. Rất là lạ nha các bạn, rất độc đáo. Trước cửa khuôn viên nhà cổ, trên đường mình đi Vĩnh Thuận có công việc đó thì mình quay video cho các bạn xem luôn. Khu nhà rất đẹp nha các bạn, có một cái cây dừa rất lạ. Vậy xin chào các bạn, hẹn các bạn clip sau. Các bạn thấy hay các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào các bạn.